đà điểu vài chim lớn nhất thế giới đã phát triển những khả năng thích nghi tuyệt vời để sống sót trong những môi trường sa mạc khắc nghiệt đầu tiên chúng có thể sống sót mà không cần nước trong thời gian dài thực tế đà điểu có thể lấy nước từ thức ăn mà chúng ăn chủ yếu là thực vật và hạt điều này cho phép chúng tồn tại trong những vùng đất khô cằn nơi mà nguồn nước rất hiếm hoi khi cần chúng có thể tìm kiếm những nơi có nước ngầm nhưng thường thì chúng không cần phải làm điều đó một trong những đặc điểm nổi bật của đà điểu là khả năng điều chỉnh thân nhiệt. Trong những ngày nắng nóng, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C, nhưng đà điểu có thể giảm nhiệt độ cơ thể của mình xuống để tránh bị quá nóng. Chúng thường hoạt động vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, khi nhiệt độ thấp hơn, và tìm nơi dâm mát để nghỉ ngơi trong những giờ cao điểm của ánh nắng mặt trời. Da của chúng có khả năng giữ ẩm tốt, giúp chúng không bị mất nước quá nhanh. Ngoài ra, đôi chân dài và mạnh mẽ của đà điểu cũng là một yếu tố quan trọng trong việc sinh tồn. Chúng có thể chạy với tốc độ lên tới 70 km h giúp chúng dễ dàng tránh khỏi những kẻ săn mồi. Những cú đá của đà điểu cũng rất mạnh mẽ, đủ để đánh bại những kẻ thù lớn hơn. Điều này không chỉ giúp chúng bảo vệ bản thân mà còn tạo ra một vị thế mạnh mẽ trong chuối thức ăn của sa mạc. Đà điểu cũng có khả năng tìm kiếm thức ăn rất tốt. Chúng có thể phát hiện ra những loại thực vật có chứa nước và chất dinh dưỡng, ngay cả trong những điều kiện khô cằn nhất hệ tiêu hóa của chúng rất hiệu quả cho phép chúng tận dụng tối đa nguồn thức ăn mà chúng tìm thấy chúng cũng có thể ăn những loại hạt và cỏ khô điều này giúp chúng duy trì năng lượng cần thiết để sống sót một điều thú vị khác là cách mà đà điểu tương tác với môi trường xung quanh chúng có thể nhận biết được những thay đổi nhỏ trong môi trường từ sự xuất hiện của kẻ săn mồi đến sự thay đổi của thời tiết điều này giúp chúng có thể phản ứng kịp thời và tìm kiếm nơi trú ẩn hoặc thức ăn đà điểu cũng có khả năng giao tiếp với nhau thông qua âm thanh và cử chỉ tạo ra một mạng lưới xã hội mạnh mẽ trong đàn mặc dù sống trong môi trường khắc nghiệt đà điểu vẫn có thể sinh sản và nuôi dưỡng con non chúng xây tổ trên mặt đất thường là trong những khu vực kín đáo để bảo vệ trứng khỏi kẻ thù cả con đực và con cái đều tham gia vào việc ấp trứng và chăm sóc con non đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo sẽ có cơ hội sống sót trong môi trường khó khăn này cuối cùng sự thích nghi của đà điểu với sa mạc không chỉ là một câu chuyện về sự sống sót mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của tự nhiên những loài động vật như đà điểu đã chứng minh rằng với những khả năng và chiến lược phù hợp ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất sự sống vẫn có thể tồn tại và phát triển đà điểu không chỉ là biểu tượng của sức mạnh và sự kiên cường mà còn là một phần quan trọng của hệ sinh thái sa mạc góp phần duy trì sự cân bằng của môi trường sống nơi chúng cư trú